Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đánh giá cái thiếp lò xo và thiếp 44C như hai cái loại thiếp này thì xem cái độ chất lượng và cái độ giữ cạnh của nó như thế nào. Đây là thiếp 44C và đây là thiếp lò xo của Đức. Trước hết thì tôi sẽ test thử cái con 44C đây. Đấy, tôi đặt cái con bằng lò xo Đức đây. Đây, như cái thép 440C đây thì ta chặt cũng ngọt đấy. Cái nước thép nó rất tốt. Còn cái độ dày nó thì tầm 4 ly thôi là vừa. Đấy. Bây giờ tôi sẽ test tiếp con dao đây. Như con này thì bằng lò xo của Đức. Như cái con dao lò xo Đức này thì ta chặt rất là tầm tay, bởi vì nó dày hơn cái sống của nó tầm khoảng 6 ly. Trong này thì nó dày, ra ngoài này kéo ra này nó mỏng dần, trong con dao thuần thuần rất đẹp. Về cái độ chắc của nó thì ta chặt là cực kỳ luôn đấy. Còn về cái độ mượt của nó thì rất chỉ là mượt. Như hai con này bằng lò xo Đức và con này thì bằng thiếp 440C thì theo tôi đánh giá là như con dao bằng lò xo Đức chúng ta chặt vẫn chắc chắn và nó rất ngọt, cái độ sắc của nó rất ngọt. Đấy, tuyệt vời. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách đánh giá về dao chặt về thiếp 440C và thiếp lò xo Đức. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.